hộ luôn, ăn thì vào mát dạ. Chị định làm món gì đây? Món hầm cho tối nay. Vâng ạ, nhưng mà nhà chú An bây giờ phải lùa vị lên ấy. Bẩn lắm đây. Mà ngon. Vâng ạ, thôi nhá, để em nấu cái này. Xin con vịt với. Vịt đang dưới ao hả chú? Ờ đây vịt của chú dạ. Ở dưới ao đây. Thế bây giờ chú đuổi lên cháu tắm luôn nhá. Ờ vâng. Đây chú đi đuổi. Dạ vâng ạ. Em chặt xong vịt rồi. Chị nấu nhá. Em đi lấy đu đủ xanh đây. Vâng ạ.
tây rồi, đồ ăn tây rồi. Ngon quá. Đây, em đem bát rồi sang nhà chú ăn nha. Dạ vâng ạ.